Xin gửi lời chào đến chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin số 29 công tác Phật sự chùa Hoằng Pháp tháng 2 năm Kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Khóa tu thiếu nhi em về bên Phật, mừng khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp, lễ của Y Tam Bảo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 5 tháng 2 Kỷ Hợi, hàng ngàn thiện nam tín nữ đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự một ngày tu học. Buổi sáng trong ngày tu, quý Phật tử phân tập về các giảng đường cùng bước vào thời khóa kinh hành niệm Phật tụng giới. Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe thời pháp thoại từ Đại Đức Thích Minh Thành trụ trì Am Pháp Ấn qua đề tài Pháp Nhãn Nội Soi. Trong thời pháp thoại, Đại Đức đã phân tích rất sâu sắc, đồng thời hướng dẫn hành giả thực hiện quán chiếu, soi rọi lại chính bản thân của mỗi người qua năm uẩn, dùng con mắt trí tuệ, con mắt của chánh pháp quay lại nhìn sắc thân vô thường, bất tịnh này để bớt luyến ái bám chấp, nhìn các cảm giác, nhìn cái suy nghĩ, tưởng tượng, nhận thức nó là pháp vô thường, tạm bợ, mong manh. Hãy thức tỉnh trước luân hồi, hãy chánh niệm ở nơi thân tâm và hãy đạp đổ tất cả những nhân duyên của đau khổ để đạt đến bến bờ tối thượng thanh lương an lạc. Vào buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử cùng thực tập tịnh tọa. Cũng trong ngày 10 tháng 3 năm 2019, Ban chuyển ngữ chùa Hoằng Pháp đã có cuộc hội ngộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm và định hướng công việc một năm mới. Trong buổi họp mặt, thay mặt thượng tọa trụ trì Đại Đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô và các bạn thành viên. Việc chuyển tải tin tức hoạt động Phật sự sang ngôn ngữ quốc tế nhằm mang Phật giáo vượt ngoài lãnh thổ là thật sự quan trọng và rất ý nghĩa trong mục đích Hoằng Pháp lợi sinh. Thế nên, sự hỗ trợ của quý thầy cô cùng các bạn thành viên thật sự rất đáng trân trọng và cần nên nhân rộng. Kết thúc buổi họp mặt, Đại Đức đã gửi lời chúc sức khỏe, tặng quà pháp bảo, lộc đầu năm và kính mời quý thầy cô và các bạn thành viên có buổi cơm trưa thân mật tại chùa. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 2 Kỷ Hợi, chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình tu học Em về bên Phật lần thứ 13 dành cho các em thiếu nhi. Sau khi đăng ký tham dự khóa tu, các em được quý thầy hướng dẫn phân tập lên giảng đường sinh hoạt và lắng nghe buổi chia sẻ qua đoạn clip ngắn từ thượng tọa Thích Chân Tín kể câu chuyện về gia đình chú chim nhỏ đáng thương trước sự nhẫn tâm của con người chỉ vì một bữa ăn ngon. Thông qua câu chuyện, thượng tọa đã dạy các em bài học về lòng từ bi, tôn trọng sự sống xung quanh, đặc biệt là không sát sanh, biết thương yêu các loài vật. Tương lai, các em nên định hướng, chọn cho mình nghề nghiệp thiện lành, không sát sanh hại vật để có được an vui ở hiện tại, hạnh phúc ở tương lai. Sau lời chia sẻ của thượng tọa trụ trì, các em cùng tham gia giao lưu với bé Phùng Nguyễn Minh Khang. Buổi chiều là chương trình kỹ năng sống cho cô Ánh Như đến từ Trung tâm Ngoại khóa Kỹ năng Tomato, hướng dẫn các em những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với người lạ. Bên cạnh khóa tu dành cho các em thiếu nhi, vào buổi sáng tại chánh điện, Đại Đức Thích Tâm Luân có thời chia sẻ pháp thoại gửi đến quý phụ huynh cũng như quý thiện tín Phật tử về chùa tham quan lễ Phật qua đề tài Thay lời muốn nói. Ngày 11 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 6 tháng 2 Kỷ Hợi, quý thầy chùa Hoằng Pháp tổ chức chuyến hành hương tham quan đảo Phú Quốc dành cho quý Phật tử. Trong chuyến tham quan, đoàn đến thăm một số tự viện đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Bên cạnh đó, đoàn đã đến thăm tư gia một số Phật tử cũng như tham quan một số điểm du lịch tại đảo Phú Quốc, Hà Tiên, Trạch Giá, Tiền Giang. Chuyến đi là cơ hội để mọi người gần nhau hơn để hiểu biết yêu thương lẫn nhau. Ngoài ra, đây còn là tấm lòng tri ân mà quý thầy tại Bổn Tự đối với quý Phật tử đã phát tâm phục vụ, tiếp đón du khách về tham quan lễ Phật trong dịp xuân Kỷ Hợi tại căn tin chùa Hoằng Pháp nhằm gây dựng quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ. Ngày 19 tháng 3 năm 2019 nhằm ngày 14 tháng 2 Kỷ Hợi, hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đã về chùa Hoằng Pháp tham dự thời khóa sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại Đức Thích Tâm Luân, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã có buổi chia sẻ pháp thoại cùng thính chúng qua đề tài bí quyết đạt được hạnh phúc. Có lẽ trong đời sống con người, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng, làm thế nào để có hạnh phúc giữa cuộc sống bộn bề những lo toan, thường phải đối mặt với những điều trái ý nghịch lòng mà nhà Phật gọi đó là những chướng duyên. Một bí quyết giúp chúng ta có được hạnh phúc
không khác gì hơn chính là sự tu tập, là quá trình điều chỉnh, thay đổi thái độ sống, cách nhìn của mỗi người. Người học Phật cần tin sâu nhân quả, gieo nhân lành sẽ hưởng quả lành. Nếu chúng ta gieo nhân đau khổ cho người khác thì không thể có được hạnh phúc trong hiện tại và cả tương lai. Sau thời pháp thoại, đại chúng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ. Ngày 24 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi, hơn 900 bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp. Vào buổi sáng, sau khi dùng điểm tâm, các bạn tập trung về khu vực giảng đường, cùng lắng nghe lời chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm Trọng. Đại Đức cùng các bạn trẻ đã nhìn lại những ưu điểm trong phương thức tổ chức các khóa tu sinh viên tại một số chùa hiện nay. Từ đó, ban tổ chức sẽ rút ra những bài học cũng như định hướng phát triển khóa tu dành cho các bạn sinh viên tại chùa Hoằng Pháp sắp tới. Tiếp theo là chương trình Kỹ năng sống qua bài chia sẻ của thầy Nguyễn Thành Nhân đến từ Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương qua đề tài Chạm đến thành công. Buổi chia sẻ tuy ngắn nhưng đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều bài học vô cùng quý giá, thiết thực và là tư lương cần thiết trên bước đường chạm đến thành công của các bạn trong tương lai. Buổi chiều là chương trình sinh hoạt nhóm, ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của các bạn trẻ. Khi ra về, mỗi bạn được nhận một phần quà pháp bảo. Ngày 24 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 2 Kỷ Hợi, nhân dịp đêm khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm, hàng ngàn thiện tín Phật tử đã về chùa Hoằng Pháp dự lễ sám hối ngũ bách danh. Kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo ngày 19 tháng 2 âm lịch để thể hiện lòng tri ân đối với Ngài, chùa Hoằng Pháp trang nghiêm tổ chức chương trình lễ ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm vào lúc 17:45 vào các ngày 15, 16, 17, 18 và 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Đêm cuối của khóa lễ, chư tăng cùng hội chúng tề tụ tại đài Quan Âm, buổi lễ chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm ấm áp, âm vang danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cùng 12 lời đại nguyện của Ngài lan tỏa một góc trời làm tan chảy bao trái tim còn nhiều phiền lụy. Vào các ngày 7, 9 và 29 tháng 3 năm 2019, chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ hàng thuận cho đôi tân lang và tân nương. Dưới sự chứng minh của Tam Bảo, cùng sự có mặt của họ hàng hai bên, đôi tân lang và tân nương Trần Đức Hoàng, Sánh Duyên cùng Lê Thị Kim Quyên, Tô Văn Kiệt và Trần Thị Mỹ Linh, Phan Văn Quyền và Vũ Thị Minh Trang đã thực hiện những nghi lễ truyền thống như lễ bái Tam Bảo, lễ bái cha mẹ hai bên, trao nhẫn cưới cho nhau và cùng phát nguyện trọn đời chung sống theo những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Đại Đức Thích Tâm Huệ, chư tăng chùa Hoằng Pháp, thay mặt hiện tiền chư tôn đức tăng chứng minh đã có đôi lời chúc phúc và huấn từ về đạo vợ chồng cho đôi bạn trẻ. Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 26 tháng 2 Kỷ Hợi, chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ quy y Tam Bảo lần thứ nhất trong năm cho gần cả ngàn thiện nam tín nữ. Buổi sáng, sau khi đăng ký, quý thiện nam tín nữ tập trung lên giảng đường chính, được quý thầy hướng dẫn những phép tắc và oai nghi cơ bản cho người bắt đầu quy y Tam Bảo. Sau đó, Đại Đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp đã giảng giải khá tường tận nội dung và ý nghĩa của Tam Quy Ngũ Giới, cũng như một số vấn đề cần thiết cho người Phật tử. Buổi chiều cùng ngày, chư tăng Bổn Tự đã chính thức đăng đàn truyền trao Tam Quy Ngũ Giới cho các giới tử. Tất cả quý thiện nam tín nữ một lòng thành kính hướng về Tam Bảo, đón nhận giới pháp từ trên chư tôn đức hiện diện, đồng thời lắng nghe lời huấn từ của Thượng tọa Bổn Sư Thích Chân Tín. Vì Thượng tọa Thích Chân Tín đang trong thời gian nhập thất đọc kinh tạng, nên thầy không có mặt trực tiếp tại lễ quy y. Tuy nhiên, thầy cũng phương tiện truyền trao quy giới từ xa thông qua sự kết nối của màn ảnh rộng. Dù hiện diện qua màn hình, song Thượng tọa cũng rất ân cần khuyên bảo, nhắn nhủ hàng Phật tử cố gắng gìn giữ giới pháp, siêng năng đến chùa tu học, tránh giữ làm lành, vung bồi thiện nghiệp, xây dựng một đời sống tốt đẹp hiện tại và tương lai. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Kỷ Hợi, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Vạn Đức thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ đến giác linh cố đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Đối trước giác linh đài đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã thành kính niêm hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh hòa thượng, một bậc cao tăng, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lúc sinh tiền, hòa thượng nguyên là đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh, chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Chùa Vạn Đức thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Vạn Linh, tỉnh An Giang. Tối ngày 4 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hàng ngàn quý thiện nam tín nữ đã tập trung vào chùa Hoằng Pháp tham dự lễ sám hối định kỳ hàng tháng. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại đức Thích Tâm Tri, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã có buổi chia sẻ pháp thoại cùng thính chúng qua đề tài nghệ thuật tu tập. Trong đời sống hàng ngày, mọi lời nói, hành động đều do ý làm chủ, ý dẫn đầu, sai khiến chúng ta tạo ra thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp từ lời nói và hành động. Do đó, hành giả phải khéo tác ý khi tiếp xúc với các trần cảnh hay nói cách khác là ngũ dục của thế gian, và phải luôn luôn cảnh giác với tâm mình bằng phương pháp khéo tác ý hay còn gọi là như lý tác ý. Để tâm ý của chúng ta luôn luôn hướng thiện, và hơn thế nữa là thấy các pháp đúng với bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối tụng giới như thường lệ. Kính thưa quý vị, trong tháng vừa qua, đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có những chuyến Phật sự sau đây. Ngày 6 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã tổ chức phóng sanh tại Hậu Giang với số tiền 22 triệu đồng. Ngày 17 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đoàn tiếp tục phóng sanh tại bến phà Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 27 triệu 300 ngàn đồng. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 2 năm Kỷ Hợi, đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng đội ngũ y bác sĩ khám chữa bệnh, cấp thuốc tặng quà cho 300 hộ dân tộc nghèo tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền là 111 triệu đồng. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Hợi, Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý Phật tử chùa Hoằng Pháp tiếp tục trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân nghèo, trẻ em mồ côi ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với tổng số tiền là 27 triệu đồng. Vừa rồi là những công tác Phật sự trong tháng vừa qua. Sau đây một quý vị cùng theo dõi các hoạt động sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Khóa tu Phật Thất lần thứ 91 từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 17 đến ngày 24 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, như một đạo lý đẹp về tinh thần tri ân và báo ân, dù chúng ta có là ai, ở cấp bậc địa vị nào trong xã hội, chúng ta luôn chịu ơn, biết ơn và tìm cách đền ơn đối với những người đã có công dạy dỗ chúng ta về chữ nghĩa, nghề nghiệp, và đặc biệt nhất là những người đã dạy chúng ta về đạo lý sống, cách đối nhân xử thế tốt đẹp ở thế gian. Như trận mưa lớn trút nước xuống khu vườn, tất cả hoa lá cỏ cây đều thấm nhuần tưới mát. Có duyên được gần gũi học tập trong tình thương giáo dưỡng, huynh đệ chúng tôi đều tiếp thu được những điều hay lẽ phải từ thầy. Mỗi người một cảm nhận, mỗi người một cách nhìn khác nhau, nhưng với chúng tôi, thầy là một bậc thầy khả kính, là bậc mô phạm cho hàng đệ tử và đồ chúng Phật tử noi theo. Trân quý trước tấm lòng và tình cảm cao đẹp của thầy dành cho đại chúng, cảm kích trước hạnh nguyện độ sinh lớn lao của thầy. Nhân dịp thầy tròn 60 năm tuổi đời, 40 năm tuổi đạo và 35 năm hạ lạp, huynh đệ chúng tôi thiết nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi thôi, để kính dâng lên thầy như bày tỏ chút lòng kính quý, tri ân. Dưới sự hoan hỷ của thầy, chúng tôi mạnh dạn thực hiện tập kỷ yếu 60 năm Thích Chương Tín với chủ đề Thầy. Kỷ yếu như là một tập hợp lưu giữ lại những ký ức của rất nhiều người, nơi mà những ai đã từng tiếp xúc, trao đổi, làm việc cùng thầy, ít nhiều cũng đã để lại những dấu ấn đẹp khó phai trong lòng mỗi người. Tập sách không chỉ là nơi cất giữ lại những quá khứ với những hoài niệm về thầy, mà đó còn là mạch sống, sự tiếp nối của ngày mai với bao điều tốt đẹp, nhằm thắt chặt hơn mối nhân duyên về tình thầy trò
và để mọi người hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn vị thầy bổn sư của mình. Chính vì lẽ ấy, hôm nay nhân khóa tu niệm Phật một ngày được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tín, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị tập kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tín với chủ đề Thầy, cũng như gửi tặng đến mỗi quý vị một ấn phẩm. Hy vọng khi cầm quyển kỷ yếu này trên tay, lật từng trang viết về Thầy, xem từng hình ảnh liên quan, quý vị sẽ thấy một chặng đường dài 60 năm đã qua, sẽ cảm nhận được tình cảm của tình thầy trò, tình bạn đồng tu. Và đâu đó là những lời nhắn nhủ, những bài học về tình thầy, người vun trồng tuệ đức cho thế hệ tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin số 29 công tác Phật sự của chùa Hoằng Pháp. Kính chúc chư tôn đức, tăng ni cùng toàn thể Phật tử luôn có được nhiều an lạc, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.